Hello, xin chào cả nhà nha. Rồi em lên vài con cho buổi sáng ngày hôm nay nha cả nhà. Đây. Một em Adidas của Đức nha cả nhà, đồng hồ Đức Adidas niềng xoay nha. 908 bao ship nha cả nhà. Size đo ngang là 40 chưa núm nha, dây nè. Đó, cả nhà thấy rất là đẹp luôn đúng không? Nó có hai đầy mi hai bên nè. Niềng xoay 6 kim thứ ngày và 24 giờ. Chính hãng luôn nha, Adidas. Rất là đẹp luôn, niềng xoay kính nè. Chín trăm tám bao ship nha cả nhà. Đó, Adidas nha. Rồi, lên một con tiếp theo của Mỹ nha cả nhà. Cực kỳ đẹp và xịn sò luôn. Elgin USA nha. Đó, chạy vừa 3 kim 2 ô điện tử nè cả nhà. Niềng xoay có báo thức. Full titanium, dây bao dài luôn. Ừ, có chiếc phản lực của Mỹ nè, USA. Đáy xoáy núm cổ chai, chống nước 200 m. Có báo thức. Bấm giờ thể thao nè, nè cả nhà nghe chuông không? Ừ, màu cực ngầu luôn nha cả nhà, liền xoay nè. Size chắc cỡ 40 41 nha. 40.6 là chưa núm nha cả nhà. Dây hả? Dây thì chắc 19 rồi cả nhà ơi, 19 nè. Nhưng mà được cái nó có tăng đưa độc quyền cả nhà. Nè. Elgin USA nha. Có báo thức luôn. Đây là dạ quang. Núm cổ chai để em tháo ra em chỉnh giờ cho. Hiện tại đang là 9:33. Có lịch vạn niên luôn cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình muốn chỉnh đúng không? Đây lúc này là chỉnh nha cả nhà. Đó. Đây lúc này bấm từng cái nè. Này 33 hành cho 34 luôn đi. Phút. Mười giờ sáng, anh 9 giờ sáng à. Ngày tháng 10. Ngày 7. Thứ 6. Đó. Rồi, lịch vàng niên luôn nha. 1 triệu 080 ngàn đó nha. Kim cọc mạ vàng. Rất là đẹp luôn. Nguyên rin nha. Rồi em qua một con khác nè. Đây, một con này cũng rất là độc nha cả nhà và cực kỳ hiếm gặp luôn. Siwu gì nè. Có rung, có titan, có chuông, có lịch vạn niên luôn, 4 ô điện tử nha, em bán 680 bao ship nha cả nhà. Đây có báo thức luôn nha. Báo thức rồi bấm giờ thể thao hay gì đó cả nhà. Đếm ngược nha. Thấy chưa? Đếm ngược. Đếm ngược để mình tập thể thao hay gì đó. Đó, 10 tháng 7. Full Titan. Em bán 680 bao ship nha. Nó rất là đẹp nha cả nhà. Con này thuộc tập đoàn Rico nha. Đâu rồi? Rico nè cả nhà. Độc lạ nha. Đâu đó? Coi dạ quen không? Nó có chuông báo thức luôn nha cả nhà. Dạ quen rất là sáng nha. Size tầm
40 chưa nấm mà dây đề mi nè. Sáng bóng luôn, titan mà nó đẹp, đúc titan đúc nha cả nhà. Đó, 680 bao ship nha, lên tay cũng rất là ngầu. Tay đủ 17.5 mà cả nhà ơi. Hoặc kiếm thêm mắt nữa gắn vô. Rồi, em qua con khác nha. Đây em mới về một con đồng hồ Casio Rochet nha. Con này cũng thuộc dạng hàng cổ nha cả nhà, 1990 đến giờ nha, nhưng mà đời cao nha, BRT 60 nha cả nhà. Đây đó, kiểu dáng cực ngầu luôn, em bán 1.180.000 nha, size 54 nè, chưa núm, có đèn tự động, có nhiệt độ áp suất không khí đó, đèn tự động nha cả nhà. Leo núi check-in gì nè, km nè, số bước chân nè. Còn đây là độ cao nước biển nè. Đó, giờ thế giới nè, báo thức báo tiếng, lịch vạn niên luôn nha cả nhà. Đó, lâu lâu mới có một con nha, nè dây nè, dây rồi chết luôn nha, titan nha, con này là bản titan rất là đẹp luôn, dây cũng dài nha cả nhà, nhìn thì cũng dài. Con này BRT 60 nha, dây 19 luôn nha cả nhà. Bao đẹp luôn nha. Rồi em qua một con khác nha cả nhà. Đây em có một con, trời ơi, xịn sò luôn, em bán cả nhà là 380 nha, vừa vàng mà dây thép đen nguyên green nguyên bản của nó nha cả nhà. Nó là A168WE, chuông to bà cố luôn, đèn nè, đó đèn xanh dương nha cả nhà, A168. Đây cả nhà ơi, A168 là 1950 nha, đó A168WE nha. Đó thì em bán có 380 len ken luôn nha cả nhà, nguyên rin luôn dây nè, 380 nha. Rồi em lên tiếp một em đồng hồ Casio cá kiếm nha, con này rất là đẹp luôn, 880 bao ship nha cả nhà, niềng xoay nè, niềng xoay tinh tách luôn, dây đời mi nè, nhìn gì cũng rất nặng nè, hình con cá nè. Mẫu này là mẫu đời mới giờ nha, còn mẫu đời cũ là sẽ made in China, made in Japan. Dạ quen khôi rồi luôn, trời ơi, 880 bao ship nha cả nhà. Đâu để coi dây cỡ nào nha. Dây 18 đổ về nha cả nhà, dây đủ tay 18 thôi. Đây em có hai con đồng hồ Casio Lai nha, full titan, kim cọc mạ vàng, full thép chứ, full thép, thép mà thép đúc luôn nha cả nhà. Pin năng lượng nha, pin năng lượng nha cả nhà. 680 bao ship nha. Đèn chuông màu đầy đủ, size ngang là 37.5 nha cả nhà. Rồi em có một con Seiko nha, rút pin năng lượng nha, 680 bao ship nha cả nhà. Dạ quang rất là sáng luôn, full titan nha, titan dây nè, rất là đẹp luôn nha, 680 nha cả nhà. Size đo ngang cả núm là chưa núm là 37-38 nha, cả núm là 40.8 nè, dây nè rất là đẹp luôn, Seiko nha cả nhà, pin năng lượng nha, solar titan,
dây đủ tay 17 đổ về cả nhà ơi, hoặc là tìm thêm một mắt nữa nha, 6.8 bao ship nha cả nhà. Đây em có một con đồng hồ Casio độc lạ đây, Casio E Data Band có mật khẩu. Đèn xanh luôn. Có nút điều khiển qua lại lên xuống trái phải luôn nè cả nhà. Đó. Rồi. Nè, bắt buộc nè. Bắt buộc là gì nha? Dòng E Data Bank nha. Đó, có thể đặt bát luôn nha cả nhà. Rồi 650 bao ship nha. Nguyên rin từ anh Z luôn. Rất là đẹp luôn nha, size đo ngang là 34.5 nha. Cái núm này điều khiển lên xuống trái phải với ứng nha. Là độc luôn, 650 nha. Đây em lên tiếp một con đồng hồ Casio pin năng lượng nha. Cho coi dạ quang coi. Dạ quang số trò nha cả nhà. Đó 530 bao ship nha, pin năng lượng nha. Giờ thế giới báo thức, đếm ngược, bấm giờ thể thao. Đó, đầy đủ chức năng luôn. 530 bao ship nha. Có đèn luôn nha, dạ quang số trò nha các nhà. Đây một em đồng hồ Casio quay scepter kim cọc mạ vàng nha, con này có đèn tự động nha các nhà nè. Đó em che này lại lấy chi không, đèn cảm biến ánh sáng nha, nó có ánh sáng hình lắc tay không sáng đèn, mà vô tối á, nó sẽ sáng đèn nha các nhà. Đó nó có hai đèn trên và dưới nha, nút này nút đèn nè, còn chuông nè. Đó, nó có chuông báo thức luôn, size ngang cả núm là 39 nè, size đo ngang nè. Đó. Có lịch vàng ni luôn nha. Mặt hai lồng. 850 bao ship nha cả nhà. Dây titan nha, sản xuất tại Nhật. Đó, pin năng lượng luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha. 850 bao ship nha cả nhà. Lên tiếp một em đồng hồ Casio G-Shock nha, 780 bao ship nha cả nhà, size đo ngang là 45, dây nè thép đúc luôn, sản xuất Thái Lan nha, vừa chạy hai kim dưới điện tử nè. Đó, giờ thế giới, đếm ngược, bấm giờ thể thao, báo thức, 5 báo thức và một báo tiếng nha, có báo thức lặp lại, chỉnh kim nè, coi đèn nè. Đó, rất là đẹp luôn, 780 bao ship nha cả nhà. Dây cũng dài luôn. Dây cũng cỡ 19 nha. Rồi con này cũng rất là xịn sò nè cả nhà. Casio G-Shock MTG nha. 750 bao ship nha. Dòng MTG nha cả nhà. Đèn nè. Giờ thế giới nè, báo thức nè, 5 báo thức và 1 báo tiếng nè, đếm ngược nè, bấm giờ thể thao nè, lịch vạn niên luôn nha. Size đo ngang là 41 nha. Nguyên rin rất đẹp luôn. Hàng dòng TG rất là hiếm nha, giá cũng cao, size đủ tay 18.5 nha, đổ về đeo bao ngầu luôn nha cả nhà, có 750 thôi. Không thích thì em có con này, đồng hồ Casio G-Shock nè cả nhà, pin năng lượng nha.
bán vui vẻ cả nhà luôn, là 580 bao ship nha, có đèn tự động luôn nha cả nhà, có đèn tự động luôn, sản xuất tại Thái Lan nha, 580 bao ship nha. Để coi này có con này cũng có đèn tự động luôn nha cả nhà. Đó, MTG. Nếu mà bình thường thì nó không, nó chỉ ghi là G sốc thôi. Còn dòng nào đặc biệt nó sẽ có tên riêng nữa nha cả nhà. Con này không có đèn tự động. Được cái chạy hai máy. Rồi lên tiếp cho cái nhà một con đồng hồ cổ nha, Casio Databank đó, sản xuất tại Nhật nha cái nhà, Japan, hàng đúng cổ luôn đó, có hình cô gái nè, điện tử nổi nha, hai kim điện tử nổi nha, 680 bao ship nha. Rồi, cô gái nè đó. Này nó ghi là tiền tài danh vọng hay gì vậy ta, rất là nhiều chức năng nha cả nhà, về khám phá phụ em nha, tiền nè, điện tử nổi nha, rất là nhiều có lưu danh bạ luôn nha cả nhà, có lịch luôn, báo thức báo tiếng, bấm giờ thể thao nè, có chỉnh kim nè. Đó, đè vô chỉnh nè cả nhà. Hiện tại là 10 giờ mấy rồi nha. Đó, bao đọc luôn, à, hình cô gái nè. 680 bao ship nha. Size đo ngang là 40 nha cả nhà. Khóa rin luôn. Khóa nó nè. Còn em có một con hàng độc như cái nhà Casio nè. Đó. 650 bao ship nha. Đèn xanh nha cả nhà. Đèn xanh nè, đó, rất là đẹp luôn, size đo ngang chưa nấm là 39 nè, sản xuất Malaysia nha, 650 bao ship nha, rất là đẹp và cực kỳ hiếm gặp nha, kiểu dáng độc lạ. Cái gì có sim nữa vậy trời, Marathon sim đếm ngược nè, báo thức nè, đó. Hàng thuộc dạng cổ luôn nha. Còn lên tiếp một con đồng hồ Casio này. Để cả nhà 380 thôi. Sản xuất tại Nhật nha, hàng cổ nha. Đèn. Đèn chuông màu đầy đủ, size đo ngang là 42 nha cả nhà. Đây. Ba trăm tám bao ship nha, nó độc lạ luôn, đều sản xuất tại Nhật nha cả nhà.
Rồi em chỉ còn đồng hồ thông minh nha cả nhà. Đó. Vừa cảm ứng mà vừa có nút cuộn. Size đo ngang là 39 nha, 39 x 45 nha cả nhà. Con này đang bán rất là chạy hàng bên shop em nha cả nhà. Theo dõi sức khỏe. Đây có cái cảm biến nè. Đây là lỗ 500 để sạc pin. Đó, chỉ có 330 bao ship nha. 330 nguyên hộp luôn. Còn đây là em có bán, vừa bán sợi dây vừa bán cái mặt luôn. Đó, thôi để 430 luôn nha cả nhà. Dây thép nha, khóa bướm của Apple Watch nha. Apple Watch của Apple. 430 nha. Đầy đủ chức năng nha. 430 nha. Đây, em vẫn còn đồng hồ Casio câu cá nha. Con này là hơi bị đỉnh luôn. Đây, đồng hồ Casio câu cá độc lạ size 46 nha. Đó, vừa có hiển thị nhiệt độ, đo nhiệt độ nhiệt kế nha. Rồi tuổi trăng với khủy chiều, ra khủy chiều nè. Sẽ cho ra mật độ cá để mình thích hợp mình đi câu nha cả nhà. Đó, xem tuổi trăng nha, chừng nào trăng rằm này kia nha. À. Chừng nào trăng độc lạ luôn. Lịch sử nhiệt độ nè, bấm giờ thể thao đếm ngược, báo thức báo tiếng đầy đủ luôn, giờ thế giới luôn nha, chỉnh kim và đặc biệt là đèn xanh luôn nha. Đẹp leng keng luôn, 908 bao ship nha, bao ngầu luôn. Đo nhiệt độ chạy hai kim với điện tử nè cả nhà, có mật độ cá nè. Đó. Gọi là Casio câu cá nha cả nhà. Còn đây là cái mẫu em đang sưu tầm nha cả nhà. Casio đầu lâu 1.380.000 nha. Vừa chạy hai kim với ô điện tử ở dưới nè. Rồi thôi em xin hết nha cả nhà. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha.